360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phần khúc bán tải quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi. Thưa với quý vị và các bạn, ở Mitsubishi cũng như các hãng khác, dòng bán tải cũng được phân ra rất nhiều các bản các bạn nhé. Thì cái bản mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn đây là chiếc xe Mitsubishi Triton phiên bản số tự động một cầu quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2022, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đăng ký tên tư nhân cuối năm 2022. Đấy, tức là chiếc xe này đến nay là vẫn còn bảo hành quý bạn nhé. Đấy, vẫn còn bảo hành luôn, full lịch sử bảo dưỡng tại hãng. Chiếc xe này vừa với thay dầu ở trong hãng xong. Quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì có thể yên tâm luôn ạ. Một chiếc xe 2022 tính ra là mới hơn 1 năm sử dụng thôi và vẫn còn bảo hành tại hãng, cho nên là quý vị và các bạn yên tâm. Và đặc biệt ở chiếc xe này không khác gì một chiếc xe mới ạ, chưa có một vết sơn ta, tức là chiếc xe này nhập khẩu, nhập nguyên chiếc từ Thái Lan về Việt Nam này là chưa có một vết sơn nào lại các bạn ạ, như một chiếc xe mới luôn ạ. Sơn zin nguyên bản cả xe luôn quý bạn nhá. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và vẫn còn bảo hành tại hãng luôn như chiếc xe này, chúng tôi đang bán với giá là 575 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 số tự động một cầu trắng này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì không mất là thời gian của quý vị và các bạn nữa, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 ngay bây giờ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 này các bạn nhé. Số tự động một cầu quý vị và các bạn ạ, là có thể nói đây là một chiếc xe rất là mới các bạn nhé. Đấy, sơn zin cả xe còn nguyên đây này. Tuy nhiên ở trên vỏ xe nó có một vài điểm xước rất nhỏ thôi các bạn ạ. Xước móp rất nhỏ cho nên là tôi không sơn lại đâu các bạn nhé. Tôi để cho nó còn nguyên zin. Những cái nước sơn đến từ nước ngoài bao giờ nó cũng bền, nó cũng bao giờ nó cũng đẹp hơn tại Việt Nam mình các bạn ạ. Màu trắng này là màu trắng ngọc trai các bạn nhé. Hôm nay thời tiết nó cũng rất là xấu, nó rất là âm u, cho nên là nhìn nó không thể ánh lên được cái màu ngọc trai của chiếc xe này các bạn ạ. Nếu như trời mà nắng ấy, trời nắng để ra chiếc xe này ra dưới ánh nắng ấy, thì là cái màu trắng ngọc trai này
rất là đẹp luôn các bạn ạ. Về chiếc xe này thì tôi cũng không giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn đâu, vì cơ bản nói chung một điều là nó còn nguyên bản, nguyên bản từ những cái nước sơn các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đầu đi các bạn này, form mới rồi, 2022 form mới đây, rất đẹp luôn các bạn ạ. Và đặc biệt đây các bạn này, cái dàn lốp này còn nguyên bản các bạn nhé. Chiếc xe này mới chạy có hơn 4 vạn thôi, cho nên là cái dàn lốp còn rất mới này, tất cả còn rất mới và rất đẹp luôn các bạn nhé. Đét lốp 2022 luôn ạ, cả 5 quả lốp siêu cua còn mới tinh chưa hạ các bạn nhé. Ở đây này, lốp còn nguyên bản này, đều sản xuất năm 2022 này. Đấy, lốp siêu cua còn mới tinh chưa hạ đây các bạn này. Đấy, lốp siêu cua còn nguyên luôn chưa hạ các bạn nhé. Và phần gầm các bạn xem chúng tôi, chiếc xe này thì nó không khác thì một chiếc xe mới luôn các bạn nhé. Gầm này rất đẹp luôn. Đấy, những cái phần gầm này đều rất đẹp luôn. Quý vị và các bạn nào mà đang có ý định mua những chiếc xe bán tải mới thì đây cũng là một cái sự tham khảo của bạn nhé. Mua chiếc xe này thì nó không khác gì một chiếc xe mới, mà quý vị và các bạn tiết kiệm lên đến cả 100 triệu các bạn nhé. Đấy, đây là cái phần số khung của chiếc xe đây.